Cặp đôi đều có tài vào bếp đỉnh chóp, gọi tên Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sáng tạo món truyền thống nàng cân mọi thể loại. Cường tấm lai. Cường tấm người ta có mỡ hạt, đúng không? Cá không có mỡ hạt. Để cho nó sôi lâu một chút xíu để cho cái tinh dầu nó ra nha. Bây giờ mình bỏ thịt vô mình luộc. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đều sở hữu khả năng bếp núc không phải dạng vừa. Cả hai cũng thường xuyên vào bếp để nấu những món sở trường của mình cho đối phương ăn. Điều này khiến nhiều người hâm mộ vô cùng thích thú. Có lần, nam diễn viên Tiệc Trăng Máu còn khoe món thịt xá xíu và hủ tiếu xà đét mình tự làm và được bày biện vô cùng đẹp mắt. Những món ăn cơm như thịt kho trứng cút, cá bóng kho tiêu cũng từng nằm trong thực đơn của anh. Anh chàng còn trổ tài làm mẹt bún đậu mắm tôm siêu to khổng lồ cho Cát Phượng ăn. Thao tác vào bếp của anh cũng vô cùng điệu nghệ. Anh còn chia sẻ bí quyết nấu ăn của mình đến khán giả. Thành quả của nam diễn viên cũng rất đẹp mắt và hấp dẫn, còn được ưu ái gọi là bún đậu mắm tôm anh Kiều. Thậm chí đến các món trộn, món gỏi cũng không thể làm khó được Kiều Minh Tuấn. Anh chàng còn tự tay vào bếp với món bát thái khiến không ít khán giả phải trầm trồ. Còn về phần Cát Phượng, dường như món nào cô cũng cần hết. Có lần cô còn khiến khán giả trầm trồ khi khoe bữa cơm gia đình mà mình làm cho con trai và Kiều Minh Tuấn với các món như canh gà lá giang, gà kho sả và mắm ruốc xào thịt. Nấu được 3 món: canh chua, gà lá giang, gà sả sả ớt và mắm ruốc xào thịt. Quá trình làm ra các món ăn cũng được nữ diễn viên tận tình chia sẻ với khán giả, cũng như để lại công thức mình làm cho người hâm mộ xem tham khảo. Lần khác thì cô Cát lại khiến mọi người hoang mang với món ăn lạ mình làm cho bạn trai. Ngoài trừ cả tím nướng hay tôm, thì thực đơn của cô nàng còn đặc biệt có thêm lá mơ xào trứng. Màu của lá mơ lại có màu đen khiến nhiều khán giả gần như là lần đầu được nhìn thấy món ăn này. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn chia sẻ rằng nhìn như vậy, nhưng món này vô cùng ngon với vị nhẫn nhưng cũng béo béo bùi bùi. Nó xào lên cái bã đen thui này mà ăn rất ngon. Trứng là có trứng trong này nữa. Ngon lắm, nó béo béo, nó nhẫn nhẫn, nó ngon lạ lùng. Những món ăn được cặp đôi chuẩn bị thường là những món truyền thống và quen thuộc với mọi người. Ngoài những món kể trên, còn có lần cả hai làm thịt luộc mắm nêm và chia sẻ những bữa cơm của mình đến khán giả. Cát Phượng còn có lần chia sẻ khi đang làm món cá bóng kho tộ, các thành phần để nấu ăn đã được Kiều Minh Tuấn đích thân đi chợ từ sáng. Cô Cát còn không ngại cho biết bạn trai là người đi chợ rất giỏi. Ai mua? Mua đó, gì đó? Đây, người này mua. Sao? Đi chợ. Ông đi chợ rất là giỏi. Nhưng phần nêm nếm cá bóng lần này không phải là cặp đôi mà có sự can thiệp nhẹ của bà ngoại. Ngoài những món tự làm, cả hai cũng thường xuyên dẫn nhau ra ngoài để đổi gió và review cho khán giả của mình. Lần khác, cô cùng với mẹ của mình vào bếp trổ tài làm món gỏi cá trích. Đây là món ăn vô cùng thơm ngon mà mọi người có thể dễ dàng thưởng thức nhất ở Phú Quốc. Món ăn được mẹ của Cát Phượng chuẩn bị vô cùng kỹ càng từng bước một. Những nguyên liệu ăn kèm cũng được cô nàng bonus vô cùng nhiều với rau, hành phi, đậu phộng. Không dừng lại ở đó, điểm khiến mọi người phát thèm nhất chính là chén nước chấm cay cay vô cùng hấp dẫn được làm tại gia. Chỉ nhìn chén nước chấm mà nhiều khán giả đã cảm thấy rất ngon rồi. Đã thế, món gỏi này còn được Kiều Minh Tuấn cuốn với bánh tráng và rau, lại thêm thành quả của nữ diễn viên thì đẹp mắt và đầy ủ lên, khiến mọi người không khỏi thèm thuồng. Có thể thấy, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã song hành cùng nhau từ kẻ thuật đến ngoài đời. Họ thường xuyên cùng nhau vào bếp nấu ăn, ăn thử những món đối phương làm, khiến người hâm mộ thích thú. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!